Xin chào mọi người, chào mừng đến chương trình Thời điểm Thiên Lượng. Tôi là Trương Thiên Lượng, hôm nay là ngày 9 tháng 2, 2020. Hôm nay tôi muốn từ góc độ thần học và tôn giáo để đàm luận một chút về tình hình hiện nay ở Trung Quốc. Bởi vì chúng ta biết rằng tình huống hiện nay ở Trung Quốc là vô cùng nghiêm trọng, rất nhiều người đang bàn hoàng hoảng hốt dĩ nhiên khi nói đến thần học và tôn giáo có nhiều bạn ở đây là không tinh thần không tinh thần cũng không sao cả ít ra bạn có thể nghe những lời tôi nói hôm nay là một câu chuyện hoặc là một khía cạnh tri thức để nghe chắc chắn sẽ không làm tổn hại gì đến bạn nên hy vọng mọi người kiên nhẫn theo dõi có một số câu chuyện rất hay tôi muốn kể với mọi người vài hôm trước tôi trông thấy một bài viết trên facebook có một anh chàng rất thú vị nói rằng có một người cơ đốc giáo trong tình hình dịch bệnh hiện nay anh ta khuyên mọi người hãy tin vào cơ đốc giáo nói rằng nếu không tin vào thần thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng sau đó có người hỏi ngược lại anh ta thế dịch bệnh hiện nay có phải là do thần của các anh làm ra không vì tín đồ cơ đốc giáo này đã rất lúng túng không biết phải trả lời thế nào thật ra tôi thấy câu hỏi trong chủ đề này thực sự không phải là vấn đề cốt lõi tại sao thế bởi vì có phải là do thần làm ra hay không thì không quan trọng điều bạn cần biết là rốt cuộc nguyên nhân gì đã dẫn đến sự việc này Thật ra vấn đề này rất dễ trả lời, người xưa Trung Quốc có một câu nói đến từ Thái Thượng cảm ứng thiên. Đây là cuốn kinh điển của Đạo gia viết rằng: "Hòa phúc không có cổng vào, chỉ do người ta tự chiêu mời, quả báo thiện hay ác như bóng theo sát hình." Nghĩa là hòa hay phúc đều do con người tự chiêu mời đến, đều thuận theo việc thiện hoặc việc ác của người ta mà có báo ứng khác nhau. Trên thực tế chính là nói về nhân quả. Nếu sau khi các bạn làm việc tốt thì sẽ hái được quả thiện, làm việc xấu thì sẽ hái được quả ác. Điều này thực tế không chỉ có đạo gia giảng, mà tất cả các chính giáo đều giảng về nhân quả. Ví dụ trong Thánh Kinh phần Ezekiel 7.9 có giảng như thế này. Đoạn này Đức giê va nói rằng, đến một ngày nào đó, Mắt ta chẳng đoái tiếc ngươi, cũng chẳng thương xót ngươi. Ta sẽ lấy cách xử sự của ngươi mà trả lại cho ngươi. Các thứ ghê tởm của ngươi sẽ hành hạ bên trong ngươi. Bây giờ các ngươi sẽ biết rằng chính là ta trừng phạt các ngươi, Đức Giê-hô-va. Vừa rồi tôi thuật lại có thể không hoàn toàn nguyên văn, nhưng ý nghĩa khái quát là như thế. Nghĩa là người ta sau khi làm việc xấu thì Đức Giê-hô-va nhất định sẽ trừng phạt họ. Đó chính là một loại báo ứng. Trong Phật giáo thì chủ đề nhân quả được giải nhiều hơn. Nên tiếp theo tôi sẽ kể một câu chuyện trong Phật giáo. Chúng ta biết rằng Phật Thích Ca Mâu Ni vốn là thái tử của vương quốc Ca Tỳ La Vệ. Thích Ca Mâu Ni là Phật hiệu sau khi Ngài thành Phật. Trước đó Ngài được gọi là Tất Đạt Đa Cồ Đàm. Ngài sinh ra trong Hoàng Cung và từng làm vương tử. Sau khi Ngài lấy vợ, khi ấy vợ của Ngài là đệ nhất mỹ nữ thời Ấn Độ Cổ tên là Gia Du Đà La. Sau đó chờ đến khi thê tử mang thai, thấy rằng đã có người thay thế Ngài kế thừa vương vị, nên sau đó Ngài đã xuất gia tu hành. Sau khi Thích Ca Ni thành Phật, vào những năm cuối khi Đức Phật truyền Pháp ở kỳ biên tịnh xá ở thành xá Vệ, Ngài đã dự đoán rằng quê hương của Ngài sẽ xảy ra chuyện lớn. Đây chính là miệng Ngài nói ra. Mọi người có thể mở kinh Tăng Nhất A Hàm và kinh Pháp Cú Thí Dụ để xem. Tôi sẽ kết hợp câu chuyện từ hai kinh này để kể. Dĩ nhiên, những chi tiết ghi chép trong kinh có thể không như vậy. Nhưng tôi thấy đạo lý trong câu chuyện này rất đúng. Chuyện là khi ấy, Phật đã phát hiện toàn bộ gia tộc của Ngài đang đối diện với nguy cơ bị diệt vong diệt chủng. Bởi vì gia tộc của Ngài có một kẻ thù, đó là Lưu Ly Vương, con trai của Ba Tư Nặc Vương. Bên cạnh Lưu Ly Vương có một vị phạm chí, phạm chí là cách gọi những người không tu theo phật giáo ở ấn độ cổ họ có thể là tu theo ngoại đạo hoặc bà la môn đều gọi là phạm chí bởi vì hai người này đang đứng đầu một quốc gia lúc đó lưu ly vương cùng vị phạm chí này dẫn quân đi đánh ca tỳ la vệ nhưng người ở ca tỳ la vệ đều đã quy y phật pháp cho nên họ đều từ bi không muốn giết người đừng nói là người ngay cả con kiến con dế họ cũng không muốn làm hại Đương nhiên trong chiến tranh thì như vậy sẽ không có kết quả tốt lành. Chắc chắn họ sẽ bị đánh bại. Và sau khi bị đánh bại, họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ diệt vong. Thế thì tại sao Lưu Ly Vương lại muốn tấn công Ca Tỳ La Vệ? Trong đó có một số ân oán thế gian chúng ta sẽ không nói ra đây. Khi đó có một đệ tử thân cận của Phật Thích Ca Mâu Ni, Vị này là một trong 10 đại đệ tử của Phật Thích Ca Đệ tử của Phật Thích Ca rất đông Trong đó có 10 đại đệ tử Mỗi người đều là đệ nhất gì đó Ví dụ như Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất Một kiền liên là đệ nhất thần thông Tổng cộng có 10 vị Vị đệ tử này chính là một kiền liên Có thần thông vô cùng to lớn Lúc Hoàng Dương Phật Pháp Ông thường dùng thần thông để hàng phục ngoại đạo những câu chuyện này chúng ta thời nay khi nghe đến Sẽ cảm thấy thật không thể tưởng tượng được Thực ra lúc sáng lập Phật giáo Tây Tạng đại sư liên hoa sinh đã sử dụng thần thông rất nhiều lần để hàng phục một số ngoại đạo cuối cùng khiến họ trở thành hộ pháp cho phật giáo vậy nên một kiền ly ghi ấy đã sử dụng rất nhiều thần thông thần thông của vị này dường như chỉ đứng sau phật thích ca lúc ấy ông đến nói với phật thích ca rằng Vương tộc của Ngài đang gặp phải tai họa ngập đầu như thế. Con có thần thông rất lớn, hãy để con đi bảo vệ họ. Ông đã đề xuất với Phật Tích Ca tổng cộng ba lần như thế. Đây là điều trong kinh Tăng Nhất A Hàm Giảng. Lần thỉnh cầu thứ nhất, ông nói ông có thể mang vương tộc đến một thế giới khác được không? Phật Tích Ca Mâu Ni nói rằng đương nhiên con có năng lực như thế, nhưng dụng thần thông cũng không giải quyết được nhân duyên của thế tục. Nên Phật đã từ chối. Sau đó, ông lại đề xuất ông có thể mang họ đến hư không, đến không gian khác được không? Phật Thích Ca nói, con có thể làm thế nhưng cũng không giải quyết được nhân duyên thế tục. Nhưng ông không dừng thỉnh cầu. Lần thứ ba, ông nói ông có thể dùng lồng sắt để che chắn cho họ. Như thế họ sẽ được an toàn. Phật Thích Ca Mâu vẫn không đáp ứng. Thế nhưng một kiền liên không quản Phật có đồng ý hay không, tự ý đi làm. Ông chọn ra 4-5 nghìn người mà ông cho rằng là nên lưu giữ lại. Đều là những thiện tri thức hoặc là đàn việt Đàn việt trong Phật giáo nghĩa là thí chủ Ông đặt 4-5 ngàn người này vào một cái bát Sau đó chuyển cái bát này vào bầu trời Sau đó quân đội của Lưu Ly Vương đã tiến đến Người của gia tộc Thích Ca đều không có phản kháng Nên thành trì đã bị công phá Sau đó Lưu Ly Vương tiến hành đồ sát hết toàn bộ người trong thành sau khi kết thúc, một kiền liên cho rằng ông đã bảo vệ được 4 năm ngàn người dân, nên đã đến gặp Phật Thích Ca để trình báo. Phật Thích Ca nói, con đã xem lại cái bát của con chưa? Một kiền liên nói rằng vẫn chưa, Phật nói con xem thử xem. Một kiền liên bèn lấy cái bát về và phát hiện ra người trong bát đã chết hết cả rồi. Trên thực tế, Phật Thích Ca đã biết rằng, những người chạy trốn khỏi kiếp nạn này, họ nhất định cũng sẽ phải gặp kết cục ấy, bởi vì họ phải hoàn trả nghiệp lực. Sau đó Phật Thích Ca nói với một kiền liên rằng sau bảy ngày nữa Lưu Ly Vương sẽ chết. Sau đó giống như Đại Hồng Thủy Đắp đến để hủy diệt Lưu Ly Vương. Sau khi hủy diệt thì đã nhập Lưu Ly Vương vào địa ngục. Đợi đến khi sự việc kết thúc. Bởi vì có rất nhiều tăng nhân không hiểu vì sao lại xảy ra sự việc như thế. Thích Ca Mâu đã thành Phật lẽ nào không thể bảo vệ được gia tộc. Nên các tăng nhân đã thỉnh cầu Phật Thích Ca giải thích Phật bèn kể cho họ một câu chuyện Rất lâu rất lâu về trước Rất nhiều kiếp về trước Ở vương quốc Ca Tỳ La Vệ Có một thôn làng Trong làng có một cái hồ rất lớn Trong cái hồ có rất nhiều rất nhiều cá Có một năm khí hậu không tốt khiến cho nông nghiệp thất bát người dân không có gì ăn phải làm sao đây họ biện ăn rễ cỏ lúc ấy họ nhìn thấy trong hồ có rất nhiều cá thế là họ nói rằng chúng ta cứ bắt cá mà ăn là được rồi vậy là họ bắt đầu đánh bắt cá ở trong hồ ăn hết sạch cá ở trong hồ khi ấy trong hồ có hai con cá lớn chúng thương lượng với nhau rằng Chúng ta không có làm gì nên tội có sao lại gặp phải tai họa như thế này. Tương lai nhất định sẽ báo thù, sau đó hai con cá này cũng bị ăn sạch. Lúc ấy có một đứa bé 8 tuổi đi ngang qua. Đứa bé này bốn dĩ không có tham gia đánh bắt và ăn cá. Thế nhưng đứa bé này khi trông thấy người dân bắt cá thì tỏ ra cao hứng. Chính là khởi lên tâm thái vui thích. Phật Thích Ca nói rằng trong sự việc này, Toàn bộ những người trong gia tộc Thích Ca mà bị giết chết chính là những người dân đã bắt cá ăn sạch trong kiếp đó. Trong động quân của Lưu Ly Vương có một người thân cận là Phạm Chí. Người Phạm Chí đó cùng với Lưu Ly Vương chính là hai con cá ở kiếp trước. Quân lính của họ chính là đàn cá ở trong hồ. Còn đứa trẻ 8 tuổi đi qua đường chính là ta, kiếp trước của Phật Thích Ca. Mặc dù lúc đó ta không tham gia bắt và ăn cá Nhưng khi nhìn thấy người dân đến bắt cá Thì ta lại sinh tâm hoan hỷ Vì thế mà hiện nay ta phải bị nhức đầu Giống như đang bị cả núi tu di đè lên vậy Tôi kể với mọi người câu chuyện này là muốn nói điều gì Chính là một người sau khi làm việc xấu Bất kể là qua bao nhiêu thời gian Cuối cùng phải hoàn trả Chính là điều mà chúng ta hay nói thiện ác hữu báo Quả báo này có dùng thần thông cũng không cách nào giải quyết được vậy nên năm xưa cho dù một kiền liên có dùng thần thông vẫn không bảo vệ được những người vốn đã đến kiếp số điều này cũng bao gồm cả bản thân phật thích ca mặc dù đã khai ngộ nhưng ngài vẫn còn tồn tại nhục thân ở thế gian chỉ cần bạn còn tồn tại nhục thân ở thế gian thì bạn phải chịu đựng vậy nên phật thích ca nói rằng lúc đó ngài phải bị đau đầu trong một thời gian dài những chuyện nhân quả trong phật giáo giảng rất nhiều ví như vừa rồi chúng ta có nhắc đến một kiền liên là đệ nhất thần thông ông đã mất như thế nào thời ấy có rất nhiều ngoại đạo cảm thấy nếu có thể giết được một kiền liên thì có thể tạo thành tổn thất lớn cho phật giáo bởi vì mọi người đều biết một kiền liên là thần thông đệ nhất nếu một người nổi tiếng như thế mà có thể đánh chết được thì có rất nhiều người sẽ vì thế mà không tin phật giáo nữa thế nên họ bao vây tấn công một kiền liên một kiền liên dùng thần thông cản lại căn bản là họ không đụng đến ông được nhưng sau đó một kiền liên đột nhiên nghĩ đến ông nói thực tế đây là nợ mà ông phải trả nên ông không dùng thần thông nữa khi không dùng thần thông nữa ông đã bị loạn thạch ném trúng và bị thương sau đó ông đến gặp phật thích ca phật thích ca bảo một kiền liên hãy kể là sự tình cho mọi người sau đó một kiền liên đã qua đời lúc đó có một số tăng nhân hỏi phật thích ca một kiền liên thần thông lớn đến thế tại sao lại không bảo vệ bản thân Phật Thích Ca Giảng đại ý rằng thần thông không thể kháng nghiệp lực. Mặc dù sở hữu thần thông nhưng bị nhân quả báo ứng luân hội xoay chuyển, không thể nào tránh khỏi được. Điều tôi muốn nói là gì? Thiện ác báo ứng. Bạn hỏi rằng cái tai họa này có phải do thần giáng xuống không? Thật ra đó không phải là vấn đề cốt lõi. Bởi vì thần không thể vô duyên vô cớ làm việc nào đó. Nếu không có cái nhân này thì thần sẽ không thể để bạn nhận lấy cái quả này. Những nguyên tắc mà thần làm việc bạn gọi là Phật Pháp hoặc gọi là đạo hay gọi là quy luật vũ trụ cũng được. <laughs> Bất kể thế nào, đều do nghiệp lực của người ta tích tụ lại dẫn đến gặp quả báo. Cho nên, các bạn đều thấy đó. Phật Thích Ca Ni cũng phải gánh chịu nghiệp báo. Trong quá trình nghiệp lực luân hồi, thực sự mỗi người ở trên thế gian đều có khả năng làm việc tốt cũng như việc xấu. Nhưng rốt cuộc là làm việc xấu hay việc tốt, có nhiều lúc người ta cũng không biết. Nhưng dù bạn có biết hay không, chỉ cần làm việc xấu rồi bạn sẽ phải chịu quả báo. Năm xưa tiền kiếp của Phật Thích Ca chỉ là đi ngang và nhìn thấy người ta bắt cá. Cậu bé có thể không biết được sự vui thích của mình là một việc xấu. Nhưng bất kể thế nào bởi vì cậu bé đã tỏ ra vui thích, đã làm một việc sai lầm rồi cho nên cuối cùng phải gặp phải báo ứng. Tôi kể điều này là nói lên rằng một người sau khi làm việc xấu thì phải gặp báo ứng. Thế thì nếu trên một khu vực rộng lớn người ta đều làm việc xấu, như vậy hình thức báo ứng sẽ có các loại biểu hiện khác nhau. Ví dụ như sẽ xuất hiện chiến tranh, giống như sự kiện bị giết hàng loạt ở vương quốc Ca tỷ La về. Đó là hệ quả của chiến tranh, giúp những người kia tiêu trừ nghiệp lực, trả cái nợ trước đây. Nó cũng có thể là nạn đói, nạn châu chấu, lũ lụt hoặc là ôn dịch. Nếu như bạn không có làm việc xấu thì cho dù bạn đang lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm, đang đối diện với tai nạn trong phạm vi lớn, ví dụ như ôn dịch hay lũ lụt. Nếu như bạn thật sự là một người tốt, không có làm những việc xấu, thì tai họa này sẽ không ảnh hưởng đến bạn. Một ví dụ rất đơn giản đó là Noe. Mọi người đều biết trong sáng thế ký giảng rằng, bởi vì Thượng Đế nhìn thấy con người đã trở nên suy đồi, bên dán xuống cơn đại hồng thủy để tiêu hủy họ. Tuy nhiên, mặc dù Noe cũng đang ở trong phạm vi đó, nhưng kiếp số của ông chưa tận. Thượng Đế đã bảo Noe tạo ra một con thuyền để cứu giúp người khác tại sao noe lại được ngoại lệ bởi vì noe không có loại nghiệp lực đó nên không gặp phải nạn đó bởi vì noe là một người đạo nghĩa nghĩa là mặc dù xuất hiện đại nạn nhưng người tốt sẽ không bị bà lây vì sao tôi nói đến điều này chính là vì tình hình mà chúng ta phải đối mặt hiện nay ở trung quốc bởi vì tôi là một người tu luyện pháp luân công tôi muốn nói một việc với các bạn theo lý giải cá nhân của tôi bức hại phật pháp là một tội ác tày trời vì sao bức hại phật pháp là một tội ác tày trời so với giết người còn nghiêm trọng hơn tại sao lại như thế Chúng ta biết rằng thiện ác hữu báo. Một người nếu như làm việc xấu thì sẽ tạo thành ác báo. Bất kể là bạn biết hay không biết mình đang làm việc xấu, chỉ cần bạn đã làm rồi thì sẽ gặp ác báo. Thế thì có người nói rằng tôi không muốn gặp ác báo, vậy phải làm sao đây? Thế thì bạn phải biết phân biệt thị phi thiện ác. Thị phi thiện ác là ai nói cho bạn biết đây? Tiêu chuẩn thị phi thiện ác là ở đâu? Tôi muốn nói rằng tiêu chuẩn của thị phi thiện ác là nằm trong tay thần. Vậy nên mỗi lần nhân loại, mọi người chú ý nhé, mỗi lần nhân loại tiến nhập vào một nền văn minh, khi một khu vực tiến nhập vào nền văn minh sẽ xuất hiện các tác giả chuyển sinh vào khu vực đó. Sau đó vị ấy sẽ giảng đạo lý làm người cho dân chúng. thí dụ như Chúa Giêsu, Phật thích Ca Mâu Ni, Thánh Mô Sê, hoặc là Lão Tử, Khổng Tử ở Trung Quốc, hay Socrates vân vân. Những vị giác giả thánh nhân này đến thế gian để nói cho con người thế nào là đúng, thế nào là sai. Đây là tiêu chuẩn thị phi thiện ác. Vậy thì có người sẽ chịu theo những lời của phật giảng để thực hành. Như thế anh ta không chỉ có thể nâng cao đạo đức. Bởi vì anh ta không làm việc xấu, anh ta cứ chịu theo lời Phật dạy để làm việc tốt. Cho nên tương lai của anh ta sẽ đi đến thiên quốc, anh ta sẽ hưởng phúc. Vậy thì nếu như không có tiêu chuẩn của thị phi thiện ác, con người sẽ cứ mãi chạy theo danh lợi dục vọng, hoặc là vì sắc đẹp, thậm chí là tranh nhau một chút khẩu khí để khoe khoang. Họ sẽ đi làm việc xấu, thậm chí càng ngày càng làm nhiều hơn. Cuối cùng người này phải rơi vào địa ngục cho nên giúp người khác phân biệt được thị phi thiện ác là một việc vô cùng quan trọng và bậc nhất chúng ta có thể tưởng tượng một chút giả như có một vị phật nói với mọi người đây là việc đúng đây là việc sai sau đó có một nhóm người xấu hoặc một thế lực tà ác họ không muốn người ta nghe theo lời dạy của phật Nói với người ta rằng thị phi thiện ác không phải như thế Đừng nghe theo Phật Mấy cái việc tốt, việc xấu kia không có ý nghĩa gì Bạn muốn làm gì thì làm nấy Kết quả là có một nhóm người nghe theo những kẻ xấu kia Họ càng làm việc xấu càng gặp nhiều báo ứng Cuối cùng xuống địa ngục Mọi người cứ nghĩ xem ai chịu trách nhiệm cho việc họ xuống địa ngục Dĩ nhiên bản thân họ phải chịu trách nhiệm cho việc xấu họ làm Nhưng người mà bảo họ đừng nghe theo Phật Người mà phỉ bán Phật đó, kẻ đó mới là tội ác cực lớn. Anh ta là nguồn cơn của tội ác. Nhiều người phải bị hạ địa ngục như thế đều là do anh ta xúi dục. Anh ta làm kẻ xúi dục nên tội lỗi của anh ta phải lớn hơn tất cả những người còn lại. Vậy nên đây chính là lý do vì sao tôi nói. Một người phỉ bán Phật Pháp thì tội ác của anh ta là vô cùng vô cùng to lớn. Do đó chúng ta nhìn thấy trong lịch sử nhân loại, xuất hiện sự việc như La Mã Cổ Đại đã bức hại tín đồ cơ đốc giáo. Sau khi đóng đinh Chúa Giêsu lên thập tự giá, người La Mã đã bức hại tín đồ cơ đốc giáo suốt 300 năm. Đương nhiên, có lúc bị ngắt quản. Sau đó họ đã tạo ra rất nhiều, rất nhiều tín đồn về tín đồ cơ đốc. Nào là tín đồ cơ đốc giáo giết trẻ em rồi uống máu. Nào là loạn luân các kiểu tương tự. Đủ loại vu khống. Sau khi vu khống thì để tín đồ cơ đốc giáo vào đấu trường thú. Để cho giả thú cắn xé ăn tư nuốt sống. Sau đó cuốn các tín đồ cơ đốc giáo vào cỏ khô, đổ dầu lên. Sau đó châm lửa thiêu sống họ làm đuốc thắp sáng cho công viên người La Mã, thắp sáng công viên vào buổi tối. Thời điểm đó, ngoại trừ những người trực tiếp làm việc xấu ra, trong đấu trường thú La Mã đó, nếu các bạn đến Roma sẽ thấy vẫn còn tàn tích của nó. Đấu trường La Mã đó trông giống như một nhà hát lớn hiện nay. Mấy ngàn người ngồi xung quanh cũng không thành vấn đề. Khi các tín đồ cơ đốc giáo bị cắn xé, bị ăn sống thì có biết bao nhiêu người ngồi ở đó. Họ nhảy nhót hoang hô, vui mừng, phấn khởi mọi người có thể nghĩ xem khi tiền kiếp phật thích ca nhìn thấy người ta bắt cá ăn cá thì tỏ ra vui mừng thì ngài phải chịu bị đau đầu vậy thì các thánh đồ theo chân chúa đã bị giả thú cắn xé bị tiêu sống những người la mã kia lại nhảy nhót hoang ngô tội nghiệp của họ sau cùng sẽ rất to lớn đây là nguyên nhân vì sao một đế quốc rất cường thịnh như la mã trong hơn 300 năm bức hại tín đồ có đốc đã trải qua ba lần ôn dịch rất lớn Lần ôn dịch thứ nhất khiến một triệu người La Mã chết. Lần ôn dịch thứ hai cướp đi một phần ba dân số người La Mã, chết mất đi một nửa quan quân thủ đô Constantino. Sau lần ôn dịch thứ ba, một đế quốc hùng mạnh như La Mã phải tàn rụi từ đó. Cho nên, đây chính là báo ứng của việc bức hại chính Pháp. Khi những người này không ngăn cản tội ác đang diễn ra, thế thì báo ứng sẽ ập đến. Thật ra trong chương trình 23 tháng 1, tôi đã có đề cập đến, trước khi Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá, Chẳng phải Chúa đã nói với người phụ nữ rằng Hỡi người con gái Jerusalem đừng khóc vì ta Hãy khóc cho con cháu các ngươi Bởi vì người Do Thái đã dơ nắm đấm lên hô hào Bọn họ muốn đóng đinh Chúa lên thập tự giá Khi ấy Chúa Giêsu và một cái trộm đồng thời bị xét xử Người Do Thái có thể quyết định đặt xá cho một người Nhưng thay bị miễn tội cho kẻ trộm Họ cũng không miễn tội cho Chúa Giêsu. Sau đó quốc roi ngài và đóng đinh trên thập tự giá Vậy nên các bạn nghĩ xem Người Do Thái đã tạo ra tội lỗi nặng nề đến nhường nào Cuối cùng, người Do Thái phải chịu cảnh lưu vong trong 1.800 năm không có quốc gia. Những việc này thực tế đã được dự ngôn trong Kinh Cựu ước. Họ phải bị phân tán khắp nơi trên thế giới, bị người khác chế nhạo, bị đuổi đánh, bị giết hại. Những điều này đều đã được dự ngôn từ trước. Thế nên, tôi lấy ví dụ trong Phật giáo và cơ đốc giáo để nói đến tình hình bức hại Phật Pháp hiện nay ở Trung Quốc chính là bức hài pháp luân công bởi vì bản thân tôi là đệ tử pháp luân công pháp luân công là một phương pháp tu luyện của Phật gia nếu như bạn nhìn thấy lời dạy của pháp luân công thực sự đối với bất kỳ ai cũng không có hại vô cùng hòa bình chân thiện nhẫn điều này đối với ai cũng có chỗ tốt không gây tổn hại nào các học viên tự mình luyện công nhưng đảng cộng sản lại muốn đàn áp pháp luân công trong quá trình đàn áp pháp luân công có bài chi tiết tôi muốn kể lại một chút khi đảng cộng sản vừa bắt đầu đàn áp pháp luân công về phương diện điều hướng dư luận thật sự họ chưa chuẩn bị kỹ càng vì sao nhỉ bởi vì từ trước đến nay đảng cộng sản cho rằng chỉ cần gán cho bạn một tội danh sau đó báo chí và truyền hình cùng chỉ trích gây áp lực vô thiên cái địa gây áp lực đến các tín đồ như thế nhìn vào là những ông lão bà lão vô cùng ôn hòa hoặc những người trẻ tuổi như tôi năm ấy đều là tay không tất sắc không hề có năng lực to lớn gì để có thể chống đối với chính phủ thế nên họ thấy rằng có thể nhanh chóng phát động đàn áp vì thế về việc điều hướng dư luận thật sự họ chưa chuẩn bị đầy đủ thời điểm đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Vừa bắt đầu là họ liền bắt giữ những liên lạc viên Pháp Luân Công, bởi vì Pháp Luân Công không có quan niệm về đẳng cấp, cấp trên, cấp dưới, mà chỉ có một số người liên lạc. Sau khi bắt bớ xong vào ngày 22 tháng 7 thì bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công. Khi ấy, đài truyền hình đưa tin 24 trên 24. Mấy cái thông báo của Trung ương như gì gì đó, ai ai đó không được luyện Pháp Luân Công, đại loại vậy. Ngoài ra thì còn một đoạn video dài khoảng 30 phút. Là một đoạn video, tác giả của đoạn video này chính là tổng biên tập kênh Ánh Sáng của Khoa học Kỹ thuật của Đài truyền hình Vũ Hán. Tên là Triệu Trí Chân. Đài truyền hình sẽ chiếu đi chiếu lại những vu khống đối với Pháp Luân Công. Toàn bộ đều là tuyên truyền bị đặt là ma quỷ hóa để bôi nhọ. Người chế tạo ra nó chính là tổng biên tập Đài truyền hình Vũ Hán. Triệu Trí Chân. Khi ấy còn có những sự việc khác, ví dụ như Tổ chức 610 là tổng điều hành cho toàn bộ việc bức hại Pháp Luân Công trong cuộc họp thì muốn bắt đầu bức hại ở Vũ Hán vân vân kể cho mọi người điều này là vì tôi muốn nói rằng khi xảy ra sự việc bức hại pháp luân công tôi không biết có bao nhiêu người cho rằng mình vô tội lúc họ ma quỷ hóa pháp luân công sau đó tra tấn các học viên tôi tin rằng mỗi người Trung Quốc dường như đều nhận được tin về pháp luân công đối với việc tra tấn các học viên bao gồm việc họ đã phải chịu đựng những bức hại vô cùng tàn khốc những chi tiết về sự bất hại các bạn có thể vào trang minh huệ để xem một chút thì sẽ hiểu được mức độ thế nhưng lúc pháp luân công bị bất hại có bao nhiêu người là thờ ơ không quan tâm còn có bao nhiêu người đối với các học viên pháp luân công đang bị bất hại đã tỏ thái độ cười nhạo và căm thù họ gần đây tôi thường thấy một câu nói trên facebook rằng khi tuyết lở không có bông tuyết nào là vô tội đây là một câu nói nổi tiếng của nhà thơ người ba lan stanislaw nếu phiên dịch thành tiếng anh là chẳng có bông tuyết nào cảm thấy có trách nhiệm khi tuyết lở xảy ra một bông tuyết đương nhiên không thể tạo thành tuyết lở phải hàng trăm triệu bông tuyết tụ lại thành một khối mới có thể tạo thành hiệu ứng tuyết lở có thể mỗi người đều nghĩ rằng tôi không có bức hại Pháp Luân Công. Đối với Pháp Luân Công tôi không có trách nhiệm nào cả. Nhưng thực sự sự im lặng của mỗi người. Sự im lặng của bạn chính là ngầm đồng tình. Tạo thành biệt bức hại đã kéo dài đến ngày hôm nay. Đã trải qua 20 năm, gần 21 năm rồi. Có lẽ vì vậy mà ở phương Tây có câu nói rất nổi tiếng như thế này. Đây là câu nói của Dante. Có người nói rằng Tổng thống Kennedy cũng rất thích câu này. Nơi nóng nhất của địa ngục nơi mà lửa đốt cháy mạnh nhất ấy là được dành cho những người đứng trước sự khủng hoảng đạo đức nghiêm trọng mà vẫn giữ trung lập khi đảng cộng sản bất hài pháp luân công thì đại đa số những người giữ im lặng đều là đang ngầm cho phép nó xảy ra vì vậy qua tất cả câu chuyện tôi kể trên tôi muốn nói rằng tội nghiệp của việc bất hài phật pháp là vô cùng to lớn tham chiếu từ lịch sử thì trận ôn dịch này quả thật là một lời cảnh báo đối với con người Thế thì trước trận ôn dịch này có thể trốn thoát được không? Tiếp theo tôi sẽ nói về vấn đề này. Giống như tôi vừa nói về Noe rằng, vì sao ông ấy không bị chết trong cơn đại hồng thủy? Bởi vì Noe là một người đạo nghĩa. Kỳ thực trong quá trình trung cộng bức hại Pháp Luân Công, bởi vì hiện nay bức hại vẫn chưa kết thúc, cho nên mỗi người đều còn có cơ hội để biểu đạt thái độ của mình. Biểu đạt thế nào nhỉ? Trước đây tôi cũng từng nói đến, bởi vì Trung Cộng đang bức hại Pháp Luân Công. Nếu bạn từng gia nhập vào đảng Cộng sản, hoặc các tổ chức khác của đảng cộng sản như đoàn thanh niên đội thiếu niên vậy thì đầu tiên bạn phải thoái xuất khỏi đó các người bức hại pháp luân công là đoàn thể bức hại pháp luân công tôi không giống các người tôi không cùng bè đảng các người việc này là điều mà mọi người có thể làm được tôi sẽ ghi đường dẫn trang web hướng dẫn thực hiện ở bên dưới tôi nghĩ rằng những bạn có thể vào xem youtube đều có thể đã biết cách vượt tường lửa việc này tôi nghĩ rằng cần phải thực hiện còn một việc mà tôi nghĩ các bạn có thể thực sự làm được biểu đạt trong lòng thái độ đối với pháp luân công. Tôi muốn kể với các bạn một câu chuyện là câu chuyện trong cơ đốc giáo. Có một thôn trang nằm ở bang Bavaria, nước Đức. Thôn trang này vào năm 1633 đã từng xảy ra dịch bệnh cái chết đen. Ở châu Âu thì nó lây lan rất rộng, một nửa dân số châu Âu đã chết vì cái chết đen, hơn nữa còn kéo dài một thời gian rất lâu. Khi cái chết đen lan đến thôn trang này, trong thôn cứ bệnh quân hai hộ gia đình thì sẽ có ít nhất một người chết. Người dân nơi đấy rất khủng hoảng, họ bèn cầu nguyện với thần. Họ đến giáo đường quỳ xuống và phát nguyện. Họ nguyện rằng nếu như người trong tôn không có ai phải chết nữa, nghĩa là họ có thể thoát khỏi đại họa cái chết đen này, thì họ nguyện ý cứ mỗi 10 năm sẽ diễn một lần vở kịch Chúa Giêsu gặp nàng. Tức là họ đã lập một thể ước với thần Xin thần đừng trừng phạt nữa Mỗi 10 năm Chúng con sẽ diễn một lần vỡ kịch Chúa Giêsu gặp nạn Thế là từ lúc họ phát lời thề thì quả nhiên Các chết đen không còn hoành hành ở thôn trang nữa Từ đó không có ai trong thôn chết nữa Để thực hiện lời hứa của mình cứ mỗi 10 năm Kéo dài cho đến ngày nay đã gần 400 năm rồi Họ có một nhà hát kịch lớn với sức chứa 4.800 người Sân khấu thì bố trí lộ thiên Cách 10 năm họ lại diễn vở kịch Chúa Giêsu gặp nạn Từ tháng 5 đến tháng 10 Diễn khoảng 100 lần Duy trì cho đến ngày nay Vậy nên cái chết đen cũng không còn lan đến thôn trang ấy nữa Qua chuyện này tôi muốn nói rằng Thần vẫn luôn cho con người cơ hội nếu các bạn có tính tâm với thần Hơn nữa bạn còn có thể nói ra lời hứa của mình Và thần đã bỏ qua cho họ Thậm chí còn có thể bảo hộ cho họ Thế thì điều thứ hai mà tôi muốn nói là gì? Điều thứ nhất tôi muốn nói là nếu như mọi người đã từng tham gia đảng đoàn đội của Trung Cộng thì hãy nên thoái xuất. Thoái xuất có thể dùng hóa danh, dùng một hóa danh để thoái xuất trên mạng. Rất đơn giản và không có nguy hiểm gì. Và điều thứ hai tôi muốn nói là bạn có thể niệm trong tâm chính chữ. Pháp Luân Đài Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo, khi các bạn niệm chính chữ này thì thực sự đối với việc bức hại Pháp Luân Công của Trung Cộng giữa chính tà thiện ác đã chọn ra bên nào cuối cùng bản thân đã lựa chọn bên phía nào Hôm nay tôi kể với mọi người nhiều câu chuyện đến thế. Bởi vì tôi là một người tu luyện pháp luân công, trong quá trình tu luyện của mình đối với Phật pháp tôi có một vài thế hội muốn chia sẻ ra với mọi người. Mặc dù có một số câu chuyện được ghi chép trong kinh Phật nhưng có thể tình tiết không nhất định chính xác. Tuy nhiên tôi thấy rằng những điều họ giảng rất có đạo lý. Vậy nên tôi muốn mượn đạo lý trong câu chuyện của họ để chia sẻ với mọi người. Nếu quý vị cảm thấy yêu thích chương trình của chúng tôi Hãy đăng ký và chia sẻ kênh. Tôi cũng hy vọng nếu như mọi người cảm thấy tôi muốn đề xuất một điều. Các bạn có thể mang hai điều tôi chia sẻ hôm nay, thoát xuất khỏi các tổ chức của Trung Cộng và niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo chân thiện nhẫn hảo, chia sẻ cho những người xung quanh bạn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Gặp lại các bạn ở tập sau. Tạm biệt.